không phải cái nhất nào cũng là điều đáng mừng. Và việc thành phố Hồ Chí Minh được đánh giá là thành phố có nhiều xe máy nhất thế giới có lẽ là một điều không mấy vui. Theo thống kê mới nhất thì hiện thành phố Hồ Chí Minh đã có tới gần 6 triệu xe máy, chiếm 1/3 lượng xe máy cả nước. Theo tính toán của Viện Điện, Điện tử, Tin học, EEI vào giờ cao điểm, toàn thành phố sử dụng 70% tổng số xe gắn máy, thì có tới 4,2 triệu xe gắn máy và 4,91 triệu người lưu thông trên đường. Tính theo tính toán, một người đi xe gắn máy chiếm dụng diện tích mặt đường lớn hơn so với một người đi xe buýt tới 5,13 lần. Giả sử mọi người không đi xe máy gắn máy hiện nay mà tất cả đều đi xe buýt thì mức độ kẹt xe sẽ giảm đi hơn 5 lần. Là thành phố nhiều xe máy nhất thế giới nhưng hiện việc sử dụng xe buýt lại khá bất tiện. Và cũng theo tính toán của Viện Điện, Điện tử, Tin học, EEI, tổng số tiền đầu tư để xe buýt thay thế cho 6 triệu xe máy là 11,22 tỷ đô la Mỹ, chỉ tương đương với tiền xây dựng 66 km metro.